Đền Quan Đệ Tứ. Đền Quan Đệ Tứ nằm ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Đền còn được gọi là Đền Quan Đệ Tứ Khâm Sai hay Quan Đệ Tứ Khâm Sai. Quan Đệ Tứ Khâm Sai là một trong năm vị tướng của vua cha Bát Hải Động Đình. Năm vị tướng này được coi là năm người con trai của đức vua cha. Năm vị này được dân ta suy tôn là ngũ vị tôn quan, được thờ trong tứ phủ. Nơi đây là đền thờ chính của Quan Đệ Tứ Khâm Sai. Quan Đệ Tứ được triều đình phong kiến sắc phong là Đệ Tứ Thủy Thần. Quan lớn Đệ Tứ không giáng trần sau khi đã cùng vua cha Bát Hải Động Đình đánh đuổi xong giặc ngoại xâm. Quan lớn Đệ Tứ Khâm Sai được vua cha trấn giữ vùng đồng bằng Địa Linh. Ngài ngự trên thiên đình, chuyên về biên chép sổ sách sinh tử. Trong tòa quan lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về. Khi ngự đồng, ông mặc áo màu vàng, thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điểm. Thông thường, khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh Quan Đệ Tứ về để chứng đàn địa phủ, gồm Long Chu, Phượng Mã, Tượng Phục, Nghê Quỳ, tất cả đều màu vàng. Vì không giáng trần nên Quan Đệ Tứ ngoài đền thờ chính ở đây không có đền thờ vọng, mà chỉ được phối thờ ở hầu hết các đền phủ trong năm tòa quan lớn. Về lịch sử đền Quan Đệ Tứ Khâm Sai, theo thần tích của đền thì ngôi đền có từ thời vua Hùng, nhưng do thời gian và chiến tranh chỉ còn lại rất ít dấu tích. Trước chiến tranh chống Pháp, nơi đây chỉ là một ngôi đền nhỏ đơn sơ. Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến, đền ngài đã được tháo dỡ và sơ tán. Sau khi đất nước giải phóng, đền đã được khôi phục lại trên nền đất cũ, nhưng do đền nằm sát bờ sông lại bị sạt lở nên phải di chuyển một phần lên trên nơi đất cao hơn. Đến năm 2010, ngôi đền mới chính thức được xây dựng lại như ngày nay. Ngôi đền được xây dựng trên một ngã ba sông, một địa thế phong thủy đẹp. Ngôi đền tuy nhỏ nhưng hết sức khang trang, đặc biệt có cổng tam quan hết sức ấn tượng. Đền có một gian đại bái với ba ban, ban công đồng nằm chính giữa. Bên trái là ban thờ Chúa Sơn Trang, bên phải là thờ Đức Thánh Trần, phía trong là cung cấm thờ Đức Quan Đệ Tứ. Lễ hội Quan lớn Đệ Tứ Khâm Sai là ngày 24 tháng 4 âm lịch hàng năm. Kính mời quý vị cùng tham quan đền Quan lớn Đệ Tứ Khâm Sai cùng với ký sự di sản UNESCO.